Cô gái khiến dân mạng trầm trồ trước bộ trang phục độc lạ, ai ngờ đến lúc cởi bỏ lại đau đớn thế này. Mặc dù được cư dân mạng khen ngợi hết lời vì sự sáng tạo, nhưng những gì xảy ra sau đó khiến cô gái cũng không vui vẻ gì. Với những ai từng có tuổi thơ dữ dội, chắc hẳn đều sẽ biết quả ké đầu ngựa, ké thô của mái tóc. Với những chiếc gai nhỏ mọc bên ngoài, thứ quả này có thể dễ dàng bám chắc vào quần áo, đặc biệt là mái tóc, nên nó thường được trẻ con nông thôn dùng để trêu đùa nhau. Và mỗi lần đùa vui như vậy, chúng phải rất khó khăn và đau đớn mới gỡ bỏ được hết những thứ quả bám dai như đĩa trên người. Chính vì vậy, khi một cô gái người Trung Quốc chia sẻ bức ảnh cho thấy quanh người cô đều phủ đầy quả ké đầu ngựa, cư dân mạng đã không khỏi chú ý. Cô cho biết, để tạo ra được bộ trang phục có 102 này, cô và bạn trai đã mất tới 2 giờ đồng hồ để sắp xếp từng quả ké lên quần áo và mái tóc dài thướt tha. Không rõ mục đích thực sự của việc làm này là gì, nhưng cư dân mạng cũng không tiếc lời khen ngợi và hào phóng tặng cô gái hàng chục nghìn lượt thích. Thế nhưng niềm vui nổi tiếng chẳng được bao lâu, cô gái này đã phải đối mặt với nỗi đau đớn mà ai cũng có thể đoán trước. Ở bức ảnh được chụp trong nhà tắm, cô gái với gương mặt nhăn nhó đang cố gắng gỡ quả ké ra khỏi mái tóc dài. Khỏi cần nói, chắc ai cũng biết quá trình này gian nan và tốn thời gian như thế nào. Chưa kể đi kèm với đó là nỗi đau về xác thịt. Cô này cho biết bản thân đau như muốn chết đi sống lại chỉ vì một phút nông nổi của mình, thậm chí còn muốn cắt phần mái tóc đi. Trong khi đó, cư dân mạng cũng chỉ biết cầu mong cô sớm thoát khỏi tình trạng này. Không rõ cô gái mất bao nhiêu lâu mới có thể gỡ bỏ được hết quả ké khỏi mái tóc, nhưng chắc chắn rằng đây sẽ là bài học khiến cô ám ảnh tới già. Người dân vẫn truyền tai nhau câu chuyện về phiến đá thiên được đặt trong một khu vườn ở làng Thanh Bình, xã Thanh Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh. Ở vùng đất này, họ coi hòn đá như một vị thần hộ mệnh của làng. Sự linh thiêng của phiến đá ấy đã được người dân nơi đây tôn kính, xưng tụng ông đá hay là ngài đá. Hễ ai có vật nuôi thất lạc thì chỉ cần đến thắp hương, cầu nguyện vào phiến đá sẽ tìm được vật nuôi, hoặc những ai đó đi thi cử thì đến tỏ lòng thành tâm trước phiến đá đều thu lại kết quả tốt. Phiến đá lộ thiên có màu xanh rêu hình bầu dục, chiều dài khoảng 2 mét, chiều rộng và chiều cao khoảng gần 1 mét. Bao quanh đền thờ phiến đá là một khuôn viên được xây dựng rộng gần 1.000 mét vuông, có đầy đủ mái che, đèn thờ, lư hương và nến để cho mọi người tới thắp hương cầu nguyện. Cụ bà Nguyễn Thị Kỳ, 89 tuổi, người dân địa phương kể lại, trước đây, người dân vùng này chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp, bởi vậy mà con trâu, con bò đối với họ là những tài sản giá trị rất lớn. Thời bấy giờ, xung quanh làng có rất nhiều thú dữ, thường xuyên đe dọa cuộc sống của nhân dân. Trong một lần đưa trâu ra đồng, chẳng may con trâu nghe thấy tiếng hổ gầm, đã dứt dây bỏ chạy vào rừng sâu. Những ngày sau đó, vì tiếc chú trâu của mình nên chủ của nó mới đi tìm khắp nơi, nhưng đến hơn một tuần vẫn không thể tìm được. Mệt lả, anh ta mới nằm ngủ quên bên cạnh một phiến đá. Trong lúc nằm ngủ, anh ta mơ thấy một cụ ông râu tóc bạc trắng xuất hiện từ trong phiến đá bảo rằng: "Cứ yên tâm, sáng ngày mai tới cánh đồng phía nam thì anh sẽ tìm thấy con trâu của mình." Buổi sáng hôm đó, anh ra cánh đồng phía nam tìm thì bất ngờ thấy con trâu của mình đang ở đó. Anh mang câu chuyện này ra kể với những người dân trong vùng thì ai nấy đều lắc đầu không tin là sự thật. Nhưng sau đó có nhiều người mất vật nuôi thử đến cầu nguyện và sau đó tìm được con vật của mình, thì người dân trong vùng mới bắt đầu tin rằng phiến đá này linh thiêng nên lập bàn thờ bên cạnh phiến đá này. Tiếp lời của bà Kỳ, chị Hồng, người hàng xóm bên, cũng kể về một trường hợp. Hôm đó chị đi chợ huyện mua đồ đạc thì gặp người quen tên Sơn ở làng bên đang đi tìm ngựa bị thất lạc. Người này kể rằng mình bị mất ngựa đã hơn 3 ngày rồi. Thấy vậy, chị Hồng bảo người này đến phiến đá cầu nguyện. Cầu nguyện xong, vừa đặt chân về đến nhà thì ngựa của anh đã được một người khác tìm được và tới giao cho gia đình. Không chỉ giúp người dân tìm lại vật nuôi, cụ bà Kỳ cho biết phiến đá này còn mang lại nhiều may mắn khác cho những người thành tâm cầu nguyện. Con trai ông Thành gần nhà tôi lấy vợ nhiều năm nhưng vẫn không có con. Sau khi tới phiến đá làm lễ cầu nguyện thì ít lâu sau đã được tội nguyện như ý muốn. Vợ nó vừa mới sinh được thằng con trai kháu khỉnh lắm. Những năm gần đây,
Người dân trong làng có con cái đi thi cử đều đến xin ngài đá, và đa phần thì ai cũng đạt được kết quả như mong muốn, cụ bà Kỳ tự hào kể. Cũng chính vì sự linh thiêng ấy mà người dân ở trong làng cứ đến mùa là làm lễ nếp mới để dâng lên ngài đá, nhằm cầu nguyện mưa thuận gió hòa, làm ăn bội thu. Sự linh thiêng của ngài đá còn thể hiện ở các cây cối xung quanh khuôn viên không bao giờ bị đổ gãy, cho dù mưa to gió lớn đến thế nào. Ông Lê Đình Luyện, một cán bộ về hưu trong làng cho biết, đó là một ngôi đền thờ thổ thần, tức là thổ thần của người dân bản xứ, của làng xã. Hiệu của ngôi đền ấy là Bản Tổ Phúc Thần Càn Long Chi Tử. Ông giải thích rằng phúc là mang lại sự may mắn, nên phiến đá ấy được người dân tôn là vị thần có phúc, hay thường gọi là thần đá. Khi được hỏi chuyện về việc phiến đá mang lại may mắn cho dân làng và giúp tìm lại vật nuôi, thì ông Luyện cho biết, ngày xưa thì người dân chỉ cầu xin tìm vật nuôi vì đó là những tài sản quý và thường hay bị mất, nên hay cầu và thấy cũng có kết quả. Từ đó trở đi thì người ta lại đi cầu nguyện, làm ăn, đi xa, thi cử. Để làm sáng tỏ hơn những lời nói của mình, ông Luyện chỉ dẫn tới nhà anh Sơn, người mà theo lời kể của chị Hồng là cách đây vài năm có một con ngựa bị lạc. Anh Sơn bảo, đúng là hồi đó con ngựa của tôi đi lạc, tôi cũng có tới phiến đá thắp hương nhờ ngài giúp mình tìm lại vật nuôi. Cũng không hy vọng nhiều lắm, nhưng không ngờ sau đó lại tìm được. Đối với tôi, cũng như những người dân trong làng, từ trước tới nay vẫn xem phiến đá như là vị thần hộ mệnh vậy. Ông Lê Văn Nhiếu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Lộc khẳng định là không hề có sự mê tín dị đoan ở đây. Về việc người dân thờ cúng phiến đá, ông cho rằng đó là đức tin của con người nên vẫn để mọi người tín ngưỡng. Vấn đề là không để sự mê tín lấn áp là được. Ông Nhiếu cũng cho biết là chính quyền xã cũng đã giao cho hội người cao tuổi của xã đứng ra quản lý ngôi đền, nên sẽ không phát sinh và xảy ra bất cứ vấn đề gì. Kim Sơn là một huyện ven biển nằm ở cực nam của tỉnh Ninh Bình. Người dân huyện Kim Sơn từ nhiều năm nay lại truyền tai nhau về sự linh thiêng của một ngôi đền ở xã Tân Thành có tên Đền Quan Thanh Tra Giám Sát, mà trong tín ngưỡng thờ mẫu là quan lớn đệ nhị Thượng Ngang. Ở ngôi đền này, không ít phụ nữ có chồng nghiện rượu hay đánh mắng vợ con đã tìm đến cầu khấn để Đức Lang Quân của mình từ bỏ thói hư tật xấu. Đền Quan Thanh Tra Giám Sát thực tế chỉ là một ngôi nhà ba gian nằm khuất giữa những tán cây bên cạnh đồng lúa đang lên xanh tốt. Phía trước đền có một động nhỏ thờ ngũ hổ uy nghi. Theo cụ thủ từ Trần Văn Kim, ngôi đền đã có lịch sử khoảng 2.000 năm. Nó gắn liền với công cuộc khẩn hoang vùng bãi biển đầy lau sậy và sú vẹt dưới sự tổ chức và điều hành của quan doanh điền sứ Nguyễn Công Trứ từ những năm đầu thế kỷ 19. Đất có thổ công, sông có hà bá, những cư dân đầu tiên đến cư trú trên vùng đất mới đã lập ngôi miếu thờ quan bản thổ. Nếu ở mỗi gia đình thờ ba ông đầu bếp cai quản việc nhà, thì quan bản thổ là người cai quản cho một xóm, một vùng. Trước đây nhân dân địa phương vẫn đều đặn một năm hai kỳ xuân thu cúng bái. Ban đầu đền có tên là Đền Thân Mục, chỉ thờ thần thổ địa. Sau này, người dân mới sang tỉnh Nam Định rước bát hương quan thanh tra giám sát về thờ, nên hiện giờ đền vừa thờ thành hoàng bản thổ, vừa thờ hội đồng quan thanh tra giám sát. Điều đặc biệt nhất khi kể về ngôi đền quan thanh tra giám sát, theo cụ thủ từ Trần Văn Kim, phải là chuyện những người phụ nữ trong làng ngoài xã không may lấy phải những người đàn ông nghiện rượu, bỏ bê công việc, đánh chửi vợ con. Họ đều tìm đến ngôi đền nhờ khấn xin quan bản thổ linh thiêng giúp cho các đức lang quân của mình tu tỉnh làm ăn, bỏ được rượu chè. Cụ thủ từ Trần Văn Kim cho biết, điển hình phải nhắc đến trường hợp của ông Phạm Văn Bồi, 53 tuổi, người ở xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn. Ông Bồi nghiện rượu, uống rượu như nước lã, cứ say khướt, vợ và người thân trong gia đình nhiều lần khuyên nhủ mà vẫn chứng nào tật nấy. Cuối cùng, người vợ đã đến ngôi đền khẩn thiết xin quan bản thổ với mong muốn chồng thay tâm đổi ý, cai rượu để vợ con đỡ khổ. Sau một tuần, chị vợ ông Trần Văn Bồi quay lại lễ tạ, có tâm sự với tôi rằng không hiểu sao ông ấy lại bỗng dưng thay đổi, đỡ uống rượu đi rất nhiều. Một tháng sau thì tuyệt nhiên không còn thấy động đến một giọt rượu, từ đó cũng không còn chửi mắng vợ con nữa. Cũng ở xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn, còn có câu chuyện tương tự như thế với gia đình ông Trần Văn Phòng, 63 tuổi. Bà vợ của ông Trần Văn Phòng tâm sự,
Ngày trước hệ khách đến chơi là ông ấy mang rượu ra tiếp. Ông từng là đệ tử của Lưu Linh, bị ma men dẫn lối không biết bao nhiêu năm trời. Tôi nhiều lần phải ngủ ở ngoài vườn vì sợ không dám vào nhà. Thế mà sau khi đến ngôi đền quan thanh tra giám sát, xin các quan về, ông ấy bỏ được rượu, ăn được, ngủ được, tăng được mấy cân. Đến giờ ông nhà tôi đã bỏ được rượu hẳn. Sự linh nghiệm của quan thanh tra giám sát ngự trong đền thiên còn đúng với cả các trường hợp đối xử không tốt với vợ con như ông Trần Văn Thọ, người ở xã Đồng Hướng. Trước đây vợ con có gì không vừa lòng là ông ấy mắng mỏ, tra khảo. Thế mà bây giờ ông ấy lại tu chí làm ăn, chịu khó đi làm, không chửi bới gì nữa. Kể cũng như một sự lạ, một người hàng xóm của ông Trần Văn Thọ cho biết. Kể về những bà vợ từng đến đền quan thanh tra giám sát tạ lễ vì thần linh đã ban phép giúp chồng họ tu tỉnh, giữ được gia đình yên ấm, hạnh phúc thì nhiều lắm. Nhưng như cụ thủ từ Trần Văn Kim nói thì đó là chuyện nhà người ta, mình cũng không hỏi sâu, hỏi kỹ làm gì.